Alo. Alo. À thôi thì đêm rồi, mặc dù là rất ít người xem bây giờ. Bây giờ chúng ta chỉ có như vậy còn 58 người xem thôi. Chúng tôi mình sẽ cố gắng bình luận cho bạn một số trận. Còn ngồi xem không nó cũng rất là buồn ngủ. Và đây là trận thi đấu, các bạn đang xem là trận thi đấu ở trận đấu thứ 5. Trận thi đấu thứ 3, à trận thi đấu thứ 2. Tỷ số ở trong trận thứ 5 thì đang là 1-0 dành cho team Bắc Huấn Cam. Số hiện tại đang là 2 đều vì cân bằng. Từ bên kia đã có sự thay đổi người một chút, đó là anh KS ra sân và thay vào đó là anh Hòa là V. Còn cặp đôi song sát Hòa là V và anh Thắng đẹp dài thì nó rất bá ở trong tìm thấy hình rồi. Chắc các bạn biết đúng không ạ, xem và theo dõi những kèo thi đấu của bầu nhiều. Và trận thi đấu 4 này chúng ta sẽ đến với anh máy, ông biết tên này quân gì, ông máy chờ tôi chút. Như vậy là anh Hoàng Lan là người cầm Yamato, trận này anh kích khá sớm như vậy ạ. Kích khá sớm trận đấu này. Tiểu Bạch Long là người cầm Egypt, Vô Thường người cầm Phonesian và cuối cùng anh Huấn Cao là người cầm Samurian. Đội quân này đang là khá ổn. Còn bên kia, vâng bên kia là Hồng Anh là người cầm Phonesian. Tiếp theo là anh Thắng đẹp dài cũng cầm vô luôn. Hòa là V, vâng anh Hòa là V thì cầm Aesiran. Cuối cùng anh Vungani là người cầm Roman. Vậy quân này sẽ là nhỉnh hơn, nhỉnh hơn dành cho bên phía của team Bắc Huấn Cao nếu như thiếu đời 4. Còn đời 3 thì chưa biết theo lần. Kiểu bên kia có tới 3 cùng tuyển. Và trận này chúng ta sẽ xem nhà của đầu cánh, đó nhà của anh Hoàng Lan. Trận này Hoàng Lan được ở đầu cánh và được cầm chém tuyển đi Yamato. Nhà đang khá ổn, hai voi, hai đàn hiêu. Với cái bài hai voi đàn hiêu thì anh cũng đã đủ đồ rồi. Nhưng liệu anh có kích được trong 10 sớm hay không? Bài này thì không thể nào mà kích chín được rồi. Các anh thấy đồ anh không còn quá nhiều. Gian thêm 7 hiêu nữa, thế như vậy là đồ của anh thì bằng anh khả năng còn lâu mới lên được đời. Sớm thì cũng phải tầm đầu 10. Muộn thì có thể sang 11. Một chiếc nhà BB. Vâng, như vậy là chỉ cố gắng ăn hai con hiêu này. Hai con hiêu còn lại thì hơi khó lùa một chút. Và tôi nghĩ anh cũng sẽ lùa về thôi. Lượng gỗ và lượng thịt đang dồn lên khá là đủ. Bên kia không biết như thế nào, không thấy anh xoay tham nãy giờ. Đây là màn máy của Tiểu Long. Với Tiểu Long thì còn lâu mới lên đời. Cầm cung trong cánh mà không cần phải lên đời quá sớm. Đây là Vô Thường. Như vậy đây là Vô Thường, một bài lên đời khá ổn của Vô Thường. 22 lông chân của Phonesian và kích đời ở 10.07. Vâng, thấy dân mà 1 đi dương L qua đây. Màu 1 dương L hay là dương A? Còn bên này lên đời thôi. Màu 6.7 lên đời, bên kia là chưa ai lên đời. Còn tôi đoán không nhầm thì màu 1 là người dương A. Hồng Anh là người gầm phô và đang dương A thì phải. Vừa thấy hai lông chân đi qua nhà của Vô Thường, không biết Vô Thường có để ý không. Để con dao đầu tiên đi. Và khả năng nhà đầu cánh của anh là nhà của Hồng Anh. Nên công công có không giáp đầy đủ không? Hơi khó. Ồ không, như vậy là hình như là màu 1 đi đánh lô thì phải. Đập lô đại pháp rồi. Gặp màu 1 Phonesian. Bây giờ ông anh có thể ghé đều nhà điều kiện. Một trận lên muộn của ông anh. Xin một con quẩy. Vâng, như vậy là đen nhà chủ đến từ ông anh. Ông anh đen nhà chủ và di vào một hốc nào đó. Rồi, ít nhất phải làm được 2 thằng nông dân. Một bài mà không phải là quá khỏe nhưng cũng không phải là yếu. Cẩn thận bị vậy à. Còn con giò của anh nhớ rằng con giò của anh chỉ có công mà thôi. Ông anh đang mất tẩy đâu đó. Hy sinh một dân để thể giữ lại được 4 thằng nông dân. Một pha có thể coi là hợp lý của ông anh. Bây giờ thì bị con ngựa giò trong cánh đẩy ra. Trong cánh là Gunny và khả năng Gunny là người dương lờ. Gunny cầm Roman. Còn bãi vàng của anh cực kỳ xấu này, anh chẳng muốn bỏ. Và con giò này công giáp phải đủ dành cho con giò của Gunny. Bánh xe sớm đi khi máy vàng anh không bò được. Đây rồi, một đám dân nữa. Rồi đã có bánh xe, bây giờ bắt đầu xin con R. Hồng Anh là người chưa lên đời. Một bài Hồng Anh lên đời quá muộn. Quay đời quá muộn trong trận thiếu này. Và đang ngoài sẽ bò vòng bò vào cánh rừng. Bò lại rồi. Cẩn thận. Vâng, như vậy là Hồng Anh tay cực nhanh nhưng mà vẫn hở. Vẫn hở chỗ này. Thế như vậy là Hồng Anh sẽ chết thêm 4 con đồng dân nữa. Rất khó dành Hồng Anh. Khi mà một bài Vô Thường khỏi lên sớm nhưng mà em là Hồng Anh là một bài không lên được đời. Mà không lên được đời thì gặp ai thì cũng hoảng thôi. Chết 8 nông dân rồi. Nếu tôi nhập thì chết 8 nông dân, lại chết 2 chết 1, xong chết 5. Mà nó đúng là 8 nông dân.
vẽ ruộng tại đây luôn. Và chắc chắn sẽ bị một sau đây là những tấn công của Gandhi sang nhà của game thủ. Vâng, như vậy là Hồng Anh vẫn chưa lên đời. Và bây giờ thì vô thường đã có cung R. Hơi khó cho Hồng Anh rồi. Khả năng Hồng Anh trận đấu này sẽ bị feed nâng cấp chặt gỗ. Một bài khỏe của vô thường. Có cung R sửa thế nào. Vâng, vẫn chưa lên đời. Hồng Anh phút thứ 16 và vẫn chưa lên đời. Khả năng cực kỳ yếu rồi. Nếu tôi nhớ nhầm thì người Hồng Anh sẽ có một cái bài. Vâng, như vậy Hồng Anh tự resize luôn. Tỷ số được lên thành 2-0 ở trong trận đấu thứ 5 dành cho team Bắc Huấn Cao. Và ngày hôm nay như vâng nghe Giang Hồ đồn thổi thì như đánh 6 set phải. Đúng phải không?